Đây tâm quan này. À, tâm quan sáu luôn mà. Ở dưới này đó luôn, quan sáu luôn, đứt quan sáu luôn. Tâm sáu hết. Ba cái đều tâm sáu, máy tâm sáu, đít tâm sáu, bụng tâm sáu, ba cái đều tâm sáu. Tâm sáu rồi các bạn này, đó, tâm sáu này, đó, giống như tâm tám như tâm sáu, rồi đây, rồi đây các bạn này, đây, tâm sáu luôn nha. Đấy, mà các bác cứ bảo 50 chỗ nào nhỉ? Đây, dưới con heo nè. Đây con heo này các bác này, đâu? Đây con heo này. Đây. Con heo nha. Đây bốn máy đàng hoàng đây. Rồi em kéo lại cho các bác coi này. Đây 86 rõ ràng này. Máy 86 nha. Rồi đây. 86 nha. Đây các bác 86 nè. Rồi bây giờ em cho các bác coi chỗ này 86 luôn. Đây mà các bác lại cứ bảo đây 86 này, đây đây. Đây các bác này, đấy. Thấy chưa? Đấy. Rồi đây, đít đây. 86 luôn rồi các bác này cứ bảo là đít em 50 là sao nhờ? Đây. Đấy. Đít đầu em 86 hết rồi các bác này cứ bảo là 50 thì chết em rồi. Chết em thế. Đây các bác, đây thì em mà tôi 80 có mui bác nha, nhưng mà kiến thì 5 tháng đã đi rồi mà cửa thì cũng chào tạm biệt. Đấy, thì chờ ông Putin mà chiến thắng Ukraine thì ông Putin với ông Barashenko là Belarus thì ông ấy với tài trợ cho cặp kiến với cánh cửa. Còn bây giờ thì em đang có mặt ở tại Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, đưa sếp tổng của em đi xem chiếc xe MTZ 80 đời tam trọng. Đấy. Nhân tiện thì em cũng đã show cho các bác ngay lúc đầu rồi. Đấy, nó liền hết. Thì nói về máy móc thì em không rành lắm. Vì bây giờ em mời các bác cùng em đi một chút vào sâu, đi vào sâu trong kỳ đấy. Đây, có trả lời trở lại. Rồi, tí tết nổ các bác nha, cặp vừa trước mới. Rồi. Đi là chắc là lấy bình nhà nha. Để em ơi. Đi lấy bình nhà. Chắc là em không biết đó. Chắc là đi lấy bình khác. Thì để lâu ngày. Chớ để lâu ngày mà có kẻ giặt pha. Này, có đúng đời không? Đúng rồi đó, đúng không? À, nhưng mà em thấy em bảo cái này 70 thì em không biết. Nhưng mà thằng cu nhà mình lại bảo là 50 là sao? MT3 đúng là 70. 70 thì nó có thể là nó hợp với bên kia. Còn 50 là không đúng, đúng không? Nếu mà như mình coi đây mà MT3 mà 50 là đúng là sửa 50. Đúng rồi, là đời 50 là không được. Mà bên kia là 86 ấy. Máy đúng. Ờ đúng rồi. Cái đó đâu thay đổi được không? Đó đúng rồi đó. Còn cái đùi nó. Rồi. Cái này này, thay này. Cái này là nó giữ chặn lại phải. Này thay cái này không được. Không cần. Nhưng mà ý anh biết không, đây là người ta làm cái chảng này là người ta kéo này lại để cho nó giữ cái này. Cái này không có khó, mà quan trọng là đây vấn bít này. Rồi người ta làm lại này. Rồi cái ốc đây, chứ không phải là máy vẫn đang qua lại. Hồi trước là chưa sơ ý này. Đúng. Đấy có cái cáp luôn này. Cái cáp. Cáp kéo chắc. Được. Không chắc, người ta làm này cũng được. Rồi các bác nha, vào đây đít đằng sau là nó cũng ấy luôn, có cặp cứu luôn. Đấy, xích này, dây xích chặt. Rồi hai bình dầu. Đấy, có một cái yên, còn đằng sau là điều hòa nhiệt độ bình thường. Vỏ thì cũng mòn. Đấy. Vỏ về các bác thay. Vỏ này vỏ riêng của xe nào đủ đầy. Thấy chưa? Cái này nha, là bên trong. Nó chằng chéo để cho đừng lát đúng không? Chằng chéo. Đúng rồi, nó phải có một cái dây bên kia này. Gãy mất rồi. Cái này thì đợt trước là chọt chiếc ở đây đủ.
giờ bây giờ cái này là kêu thợ hàng làm lại bắt đây ấy. Đúng rồi, phải về làm lại nữa. Không mà làm lại được, làm phải có cái tăng, cái tăng giống cái này này. À, cái này tăng, băng, tăng. Cái này là đăng nguyên của nó. Cái hai bình này có dòng ở đây sao đổ xuống như này ta. À, đây qua. Tức là nó đổ đầy bên này, thế làm sao mà nó hút được qua? Xuống đây rồi nó có dây hút qua vào. Rồi đấy đấy. Đây qua, mùi dè này. Dè đang quay nha. Đèn đen này. Cần gạt đầy đủ xuống và đây thì chỉ đầu không thôi các bác nha. Đấy, đầu không. Đề phát bột nổ ngay. Rồi Lê Tuấn quay xe kìa bác nha. Lê Tuấn hôm nay quay xe các bác luôn.